Xin chào bạn, AK Shop gửi bạn video dòng xe Vision 2021. Mẫu Vision mới hiện nay, mới nhất hiện nay của Honda. Thì đối với phiên bản này nó là cải tiến về ngoại hình, đồng hồ, đồ phần đờ mi, đèn trước, đèn sau đều cải tiến hết và màn rất là bắt mắt. Đảm bảo các bạn sẽ thích cái mẫu form mới này hơn so với Vision cũ rất nhiều. Ngay cả bản thân mình nhìn cái form mới mình cũng rất thích hơn so với mẫu Vision trước kia. Phần đèn đã có thêm những cái sọc đờ mi rồi ha. Đối với bản cao thì nó sẽ có sọc đờ mi. Bản cao là bản có smart key sẵn ha. Chỉ có này pha đèn vẫn là bóng halogen thôi. Thì cái này thay bằng led hoặc là thay pha 2 tầng gì đó. Thay đèn led thì mình có làm video rồi ha. Pha 2 tầng chắc chắn từ công ty Z-Best sẽ sản xuất cái pha 2 tầng cho dòng xe này các bạn nha. Thì như đây là bản mình, bản tiêu chuẩn thì vẫn xài ổ khóa thường là khóa chìa. Thì hôm nay mình sẽ nâng cấp ổ khóa smart key và đúng hàng zin Honda. Và cách nào để phân biệt đúng hàng zin Honda thì trong ít phút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn điều đó ha. Đó. Thì như mình đã nói, smart key zin Honda thì có những chức năng cơ bản các bạn mới biết là tìm xe, chống dắt và chống trộm ha. Không có chống cướp xe 2m. Thì các bạn muốn nâng cấp thêm chức năng chống cướp thì các bạn nâng cấp thêm. Nâng cấp chống cướp thì có nhiều option lắm. Lắp thêm bộ định vị, có chức năng chống cướp từ xa hay là nâng cấp chống cướp 2m giá tùy các bạn nha. Như mình đã nói, cách phân biệt mắt cây zin Honda là như thế nào? Trước tiên là xem cái remote. Remote sẽ như thế này các bạn ha. Và có cái thẻ có chín chữ số như thế này nè. Đó. Thì là biết đúng hàng zin Honda, mặt sau có logo Honda luôn. Cái chuyện logo Honda thì trên thị trường có một số nơi người ta đã đặt cái phôi, cái vỏ ngoài có logo nhưng mà bên trong không phải đúng hàng zin Honda. Thì cách kiểm sâu hơn nữa là khi giao là bắt buộc phải có thẻ màu trắng chín chữ số như thế này. Còn các bạn muốn kiểm sâu hơn nữa, đây mình chỉ các bạn một bộ đặt hàng từ Honda đưa ra sẽ như thế này. Đó, mình đặt hàng từ Honda ra. Một bộ smart key sẽ có cái ổ IC và remote kèm theo ha. Một bộ đây. Mã là mã K01 nha, đúng hàng zin Honda ha. IC nó sẽ có K01 cái này luôn đây các bạn. Đó, các bạn nhìn kỹ nha, để bạn lấy ánh sáng lại xíu. Đây. Đây là cái con IC của mắt cây nè. Đây là con này nè. Đó. Lấy cho một cái IC remote mà mình tắt ra rồi. Có nào? Đây. Ok. Đây mình lấy cận cảnh hơn nữa cho bạn xem nè. Con này mình tắt ra nè cho bạn dễ thấy không? K01 remote nè, thấy không? Chín chữ số, cái thẻ. Đó. Các bạn coi được cái bước này là chắc chắn đúng hàng zin Honda rồi, khỏi lo lắng gì nữa. Đó. Thì bên mình bây giờ là mình triển khai mắt cây hàng zin Honda không ạ bạn? Thứ nhất, độ ổn định nó xài nó cao hơn ha, ổn định cao hơn rất nhiều. Đó, đúng hàng zin Honda xài rất là chất lượng. Ngoài ra khi là mắt cây zin Honda của mình thì tặng kèm cho bạn gì? Thứ nhất tặng kèm cái bao bọc remote như thế này. Đó, bao cao su bọc remote, bảo vệ remote, tránh cho rớt bể này kia, chạy xước đâu. Thứ hai tặng cho bạn cái mạch sáng đèn ổ khóa là đây. Khi bạn mở khóa xe nó sáng đèn màu xanh như thế này. Zin á là nhấn vô thì nó sáng, nhưng mà mở khóa, mở điện xe như thế này nó không có sáng. Đối với zin của Honda, riêng mình sẽ tặng kèm các bạn cái mạch đó ha. Đó. Đó, bạn lắp mắt cây zin mình sẽ tặng kèm cái mạch đó. Còn các bạn muốn mà ổ khóa của mình nó đẹp mắt hơn á thì các bạn thay thế núm nhôm. Zin là núm nhựa đen như thế này các bạn. Đây các bạn đợi mình lấy nét xíu. Đây. Đây là zin là núm nhựa đen ha. Còn đây là ổ khóa zin mình tháo rời ra nè. Đó, trả về cho các bạn nè. Đó. Rồi, núm nhôm là sao? Đây, mình cho bạn xem. Cho bạn xem một vài ổ khóa mình đã thay thế núm nhôm. Núm nhôm sẽ có nhiều màu ha. Đây là màu đỏ nè các bạn. Đó, thấy chưa? Nó có mẫu có carbon hay là không có carbon. Rồi, như thế nào? Mẫu này là cũng không có carbon nhưng màu vàng nữa bà ha. Rất là đẹp luôn. Màu vàng, màu đỏ, màu bạc, màu xanh lá nè các bạn. Đây. Đây là màu xanh lá đó các bạn ha. Đó, thay hai núm luôn cho đẹp mắt luôn. Màu bạc đây các bạn. Màu bạc hay là màu nhôm á. Mình nhắc lại là núm nhôm CNC nha, nhuộm màu chứ không phải là sơn. Nhôm sơn không bao giờ mà nó ăn được lớp sơn. Bắt buộc phải đi anode màu. Tên gọi kỹ thuật là anode màu. Còn tên gọi thông thường là nhuộm màu núm nhôm. Còn đây là sọc carbon đây. Là mình có dán thêm mấy miếng carbon lên trên cái núm nhôm. Nhìn cho nó sang trọng, nó cá tính bắt mắt hơn, nó có giá trị hơn cái núm nhôm. Đây các bạn. Đó.
đó là carbon đó, còn không carbon thì như thế này. Rồi các bạn ha, đó là nói về phần ổ khóa smart key. Còn về chức năng thì đến thời điểm hiện tại các bạn đã biết quá nhiều rồi. Đây, tắt remote cái đó. Rồi, tìm xe thì nhấn cái là bốn xi nhan nó chớp như thế này. Đó các bạn ha. Và nó phát ra tiếng kêu giúp cho bạn tìm xe dễ dàng. Đó, núm nhôm, xin lỗi, ổ khóa sáng đèn và xi nhan trước như thế này. Ha, tìm được xe thì các bạn mở ổ khóa lên nổ máy thôi. Đó, thấy chưa? Khóa cổ với mở yên rồi là bình thường hết luôn à. Chống dắt là sao? Đây, chống dắt là nút ở giữa nè. Rồi khi bật chống dắt thì trên ổ khóa nó sẽ báo biết xe mình đang bật chống dắt là đèn màu đỏ nó chớp. Đó ha. Thì khi xe có chuyển động như thế này, nó phát ra tiếng kêu. Đó là ha, là chống dắt. Tắt chống dắt đây. Chống chậm là sao? Là cho dù remote đang ở gần mà đang tắt remote. Đây các bạn, màu đỏ là tắt nè, thì cũng không mở thì cổ khóa. Đó là chức năng chống trộm của khóa smart key Jin Honda. Thì hiện nay smart key Jin Honda là độ ổn định và độ chống trộm rất là cao các bạn ha. Còn muốn chống cướp thì lắp thêm. Chống cướp là đang nổ máy cầm remote rời xa xe tự động tắt máy, gọi là chống cướp 2m. Đối với những xe của hãng có sẵn smart key thì vẫn nâng cấp chống cướp được nha các bạn ha. Rồi hoặc là gắn thêm định vị. Định vị thì theo dõi giám sát xe đó, rồi theo dõi nhiều chức năng của định vị lắm. Các bạn cứ tham khảo thêm phần định vị. Rồi mở khóa xe thì bật remote và xanh lá lên. Rồi mở điện lên, nổ máy bình thường. Đó, đây là một bộ smart key hàng Jin Honda ha. Thì xe này không có công tắc đèn nha các bạn. Muốn làm công tắc đèn thì ok, vẫn làm được, mình đã giới thiệu rồi. Móc công tắc hoặc là tích hợp vô cái nút bắt xin này. Nút bắt xin này nè. À, nút này nút của tắt nha, nhấn giữ qua dây tắt mở đèn. Còn xe này thì chủ xe không yêu cầu làm tắt đèn, chỉ yêu cầu là bắt xin đá đèn thôi. Đây, đó, bắt xin đá đèn là như thế này, nhấn xuống đá đèn ha, đồng hồ báo pha nè, đá ha, đó là vậy, thấy chưa. Và mình xài là nút Jin Honda. Bên mình tất cả những công tắc đèn, công tắc bắt xin hay cái nút đỏ này nè, cái nút tắt máy tạm thời này nè của tắt 300mi màu đỏ là mình xài đồ Jin Honda. Mình không có là nút lô. Thị trường sẽ có nút lô rồi các bạn, giá tiền rẻ hơn rất nhiều, các bạn nên lưu ý điều đó. Bóng xi nhan là bóng Jin thay thế sang bóng led được luôn nha các bạn. Bóng đèn hậu là bóng sợi tóc thay thế bóng led được luôn. Đèn biển số thay thế được led luôn. Đó, đó là những điều mà làm đồng hồ có thể làm 7 màu, kim đèn đồ cho đẹp mắt. Đó là những option đối với dòng xe Vision này. Thì đây là bản tiêu chuẩn thì không có phần đờ mi, màu trắng trắng ha. Có thể chế thêm đờ mi vẫn được các bạn ha. Còn bản cao là bản có smart key là mình nhớ là có đờ mi sẵn màu trắng như này. Cái phần đờ mi nó cũng có nhiều option lắm, từ từ mình sẽ giới thiệu. Chế đèn A11 hay chế này kia từ từ các bạn. Cái video này mình làm là tháng 2021. Từ từ mình sẽ nâng cấp những sản phẩm với dòng xe này, mình sẽ giới thiệu tiếp những video ha. Dòng xe này mới ra quá, nó ra trước Tết một thời gian ngắn thôi. Đó các bạn. Rồi, xong phần smart key và bắt xin. Hôm nay video này chỉ đơn giản như thế này nha. Và thời gian làm việc của shop là 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối. Mọi thắc mắc tư vấn báo giá vui lòng gọi trực tiếp số điện thoại video, liên hệ Phúc Zalo. Bên mình chỉ để video tham khảo, không báo giá trên video nha các bạn. Lưu ý cho mình điểm đó. Và mình làm việc suốt tuần ha, 9 giờ sáng đến 6 giờ 30 tối các bạn. Và video này xin thúc. Xin cảm ơn mọi người dành thời gian xem video. Xin chào và hẹn gặp lại trên bản những video theo. Mọi người xin cảm ơn và xin chào các bạn.